hơn 150 hiện vật quý hiếm và độc đáo là những di sản văn hóa vật thể, minh chứng cho các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc, đồng thời mang trên mình những biểu tượng may mắn, tốt lành, cùng mong ước một năm mới nhiều may mắn, được trưng bày tại chuyên đề Du Xuân Cổ Ngoạn. Chuyên đề do Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 16 tháng 4. Theo đó, chuyên đề gồm 4 phần. Phần 1 sưu tập ấn tín ký là bộ sưu tập ấn tín ký quý hiếm mang giá trị lịch sử cao. Tiêu biểu là những chiếc ấn có niên đại từ thời Lê Mạc đến thời Tây Sơn và thời Nguyễn. Bên cạnh đó là những ấn tín ký của các quan lại thay mặt triều đình nhà Nguyễn cai quản, xác lập trật tự, kỷ cương, mở rộng khai phá và phát triển vùng đất Nam Bộ, nhất là ở vùng đất Sài Gòn, Gia Định. Phần 2 sưu tập tượng thờ dân gian Nam Bộ gồm những hiện vật gốc quý hiếm của bảo tàng và các nhà sưu tập có giá trị lịch sử, phản ánh đời sống tín ngưỡng của cư dân cùng cộng cư tại vùng đất Nam Bộ. Phần 3 sưu tập gốm Việt Nam thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn với những hiện vật tiêu biểu minh chứng cho sự phát triển của nghề gốm Việt Nam qua các thời kỳ, không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn có giá trị thẩm mỹ cao, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam cũng như sự phát triển của nghề gốm đến đông đảo công chúng. Phần 4 sưu tập sứ ký kiểu và pháp lam thời nhà Nguyễn giới thiệu đồ sứ ký kiểu, pháp lam thời nhà Nguyễn với màu sắc, hoa văn, trang trí đặc sắc, đáp ứng sở thích, thị hiếu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng của người Việt. Ngoài ra, chuyên đề còn giới thiệu đến công chúng những hiện vật quý được chế tác thủ công công phu và tỉ mỉ như tượng Phật Nhật Bản, hộp bút, hộp bạc, sách thêu, gươm cổ. Cùng với những bộ sưu tập kể trên, tạo thành một bức tranh màu sắc cho chuyên đề Du Xuân Cổ Ngoạn.